khủng hoảng Ukraine, ông Trump chê tổng thống Biden ca ngợi ông Putin, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump chê các giải quyết khủng hoảng Ukraine của người kế nhiệm Joe Biden đồng thời mô tả nước đi mới đây của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở vùng Donbass là thiên tài. Ông Trump đã ca ngợi chiến lược của ông Putin ở miền đông Ukraine, cho rằng nhà lãnh đạo Nga đã qua mặt Tổng thống Biden khi tuyên bố các nước Cộng hòa tự xưng Donetsk, DPR và Lugansk, LPR là các quốc gia có chủ quyền. Sau khi ký sắc lệnh công nhận độc lập DPR và LPR, Tổng thống Putin kêu gọi các nhà lập pháp phê chuẩn quyết định điều lực lượng Nga đến vùng Donbass với tư cách là lực lượng gìn giữ hòa bình cho DPR và LPR. Tuy nhiên, Ông chủ điện Kremlin sau đó thông báo việc phê chuẩn không đồng nghĩa binh sĩ Nga sẽ được triển khai đến DPR và LPR tức thì. Cựu Tổng thống Trump nhấn mạnh những sự kiện nêu trên sẽ không bao giờ xảy ra nếu ông còn nắm quyền, đồng thời chê người kế nhiệm thiếu năng lực. Ông Trump còn mô tả nước đi của Nga ở vùng Donbass, bao gồm sứ mệnh gìn giữ hòa bình tiềm tàng, là thông minh, đó là lực lượng hòa bình mạnh nhất mà tôi từng thấy. Chúng ta có thể sử dụng lực lượng này ở biên giới phía Nam. Tôi chưa bao giờ thấy lượng xe tăng hùng hậu đến thế họ sẽ giữ hòa bình tốt thôi, ông Trump bông đùa. Theo đài RT, ông Trump lập luận rằng Nga về cơ bản đang chiếm lấy lãnh thổ mà không gặp phải bất kỳ hậu quả nghiêm trọng nào, bởi Tổng thống Putin là một người khôn khéo. Khi được hỏi chiến lược Mỹ ở Ukraine đã đi chệch hướng như thế nào, ông Trump đáp, vấn đề xuất phát từ một cuộc bầu cử và một người đàn ông không biết ông ta đang làm gì. Về phần mình, Tổng thống Biden ngày 22 tháng 2 công bố các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Moscow, đồng thời triển khai các lực lượng của Mỹ đến vùng Baltic nhằm đáp trả điều ông mô tả là sự khởi đầu của một cuộc xâm lược Nga nhằm vào Ukraine. Theo đài RT, 800 binh sĩ sẽ được điều động đến vùng Baltic từ Ý, trong khi 8 chiến đấu f 35 được triển khai đến Đông Âu từ Đức. Cùng lúc, 32 máy bay trực thăng Apache sẽ được huy động đến Ba Lan từ Đức và Hy Lạp.